Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng thống Putin đề cập đến Ukraine và phương Tây trong phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Chủ tịch Triều Tiên gửi thư chúc mừng Tổng thống Nga nhân ngày chiến thắng. Kiev bị không kích, báo động vang lên khắp Ukraine. Mỹ viện trợ quân sự 1,2 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 9 tháng 5, Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Theo hãng tin TASS, lễ duyệt binh lần này cũng là dịp để các lực lượng vũ trang Moscow phô trương sức mạnh quân sự trước công chúng Nga và toàn thế giới. Trong gần 50 phút của lễ duyệt binh, nhiều khí tài hiện đại trong biên chế quân đội nước này đã xuất hiện. Như thường lệ, xe tăng huyền thoại T-34 dẫn đầu đội hình duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga. T-34 là xe tăng duy nhất của quân đội Nga xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 9 tháng 5. Phần phô diễn sức mạnh từ các máy bay chiến đấu của không quân Nga cũng không được tổ chức trong lễ duyệt binh năm nay. Sau đó là sự xuất hiện của dòng lửa S-400 Triumph. S-400 Triumph được coi là hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Nga hiện nay. Nó có tầm bắn khoảng 400 km và có khả năng theo dõi, phá hủy tất cả các mục tiêu trên không, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 di chuyển qua tượng đài Đại Vương Công Vladimir Sviatoslavich ở thủ đô Moscow. Một vũ khí đáng chú ý khác là tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24J. RS-24J là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại và uy lực nhất trong biên chế quân đội Nga. Tên lửa này dài 20,9m, đường kính 2m. Trọng lượng phóng 49 tấn và có khả năng mang theo từ 3 đến 6 đầu đạn hạt nhân. Với uy lực và tốc độ bay vượt trội, RS-24J được truyền thông phương Tây mệnh danh là con trai của quỷ Satan. Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân RS-24J di chuyển qua một tòa nhà có biểu tượng chữ Z, đặc trưng của quân đội Nga trong xung đột với Ukraine. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cũng xuất hiện trên đường phố Moscow hôm 9 tháng 5. Iskander là một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắm do các kỹ sư Nga nghiên cứu chế tạo. Những tổ hợp Iskander đầu tiên được đưa vào phục vụ trong biên chế lục quân Nga từ năm 2006. Tên lửa Iskander có khối lượng khoảng 3,8 tấn, dài 7,3 mét và đường kính rộng 0,95 mét. Tên lửa này có thể được trang bị các đầu đạn nổ xuyên phá, nổ chùm, nhiệt áp và xung điện tử. Tầm hoạt động tối đa của một phiên bản Iskander thông thường rơi vào khoảng 500 km với độ chính xác rất cao. Tên lửa đạn đạo Iskander cũng được thiết kế sử dụng công nghệ plasma, qua đó tạo ra một lớp mây điện tích trung tính xung quanh quả đạn, khiến sóng radar bị hấp thụ và không thể phản hồi. Vì vậy, tên lửa đạn đạo Iskander còn được mệnh danh là tên lửa tàng hình. Trong lễ diễu binh có cả sự tham gia của xe chiến đấu bộ binh Boomerang của Nga. Đây là xe chiến đấu bộ binh bọc thép lội nước thế hệ mới của Nga, được thiết kế để vận chuyển binh lính và hỗ trợ hỏa lực trong các hoạt động chiến đấu. Boomerang do công ty công nghiệp quân sự Nga phát triển, ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm quốc phòng quốc tế Army 2015. Loại xe này được thiết kế gồm 3 khoang với vị trí người lái ở phía trước, tháp pháo ở giữa và khoang chở quân phía sau. Thân xe được làm bằng hợp kim nhôm hàn với các tấm thép gia cố, giúp bảo vệ kíp vận hành trước hỏa lực vũ khí nhỏ cũng như mảnh văng đạn pháo. Xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-82A hiện đại của quân đội Nga chở quân đa địa hình của Nga diễu hành qua Điện Kremlin. Với tính năng cơ động cùng sức mạnh hỏa lực vượt trội, BTR-82A được đánh giá là một trong những dòng xe bọc thép chở quân hiện đại nhất của lực lượng vũ trang Nga hiện nay. Quy mô của lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng năm nay được đánh giá là nhỏ hơn đáng kể so với trước đây. Lý do an ninh và tình hình căng thẳng tại chiến trường Ukraine được cho là nguyên nhân của sự cắt giảm quy mô sự kiện. Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích mạnh mẽ phương Tây. Ông Putin cho rằng giới tinh hoa phương Tây đã quên hậu quả từ tham vọng điên rồ của Đức Quốc xã. Cáo buộc các cường quốc phương Tây đang cố gắng xây dựng một hệ thống cướp bóc, bạo lực và đàn áp. Ông Putin nói, giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu tiếp tục nhấn mạnh về chủ nghĩa ngoại lệ. Họ khiến mọi người chống lại nhau, chia rẽ xã hội, kích động xung đột đẫm máu và đảo chính.
gieo rắc hận thù, bài Nga phá hủy các giá trị gia đình truyền thống. Theo Tổng thống Nga, tất cả điều này đang được Mỹ và các đồng minh thực hiện nhằm thúc đẩy hơn nữa ý chí, quyền và luật lệ của họ, tạo nên một hệ thống cướp bóc, bạo lực và đàn áp trên trường quốc tế. Ông Putin nhấn mạnh, dường như họ đã quên mất những tham vọng điên rồ của Đức Quốc xã đã dẫn đến điều gì. Họ đã quên mất ai đã đánh bại con quái vật xấu xa ấy. Đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, ông Putin nói Nga đang chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ người dân Donbass và đảm bảo an ninh của chúng ta. Ông Putin nhấn mạnh mục đích của phương Tây là vô hiệu hóa kết quả của Thế chiến II, phá vỡ hoàn toàn hệ thống an ninh toàn cầu và luật pháp quốc tế. Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh, giống như đại đa số người dân trên hành tinh này, chúng ta muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình, tự do và ổn định. Nhân dịp kỷ niệm chiến thắng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có thư chúc mừng gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, lá thư của ông Kim bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội Nga và nhân dân Nga vì cuộc chiến thực thi công lý quốc tế và bảo vệ hòa bình toàn cầu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời, Chủ tịch Triều Tiên nói rằng dưới sự lãnh đạo của ông Putin, Nga sẽ phá tan mọi thách thức và mối đe dọa do các thế lực thù địch gây ra, giành thắng lợi trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và sự ổn định của khu vực. Cụ thể, trong thư chúc mừng, người đứng đầu Triều Tiên cho biết chiến thắng là truyền thống vốn có của Nga. Vinh quang của chiến thắng sẽ tỏa sáng trong lịch sử và tồn tại mãi mãi với nước Nga, ngay cả khi thời gian trôi qua và các thế hệ thay đổi. Trước đó, Triều Tiên từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Moscow để sử dụng trong cuộc xung đột. Việc xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi nước Nga long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng, xung đột tại Ukraine vẫn đang có những diễn biến căng thẳng. Vào rạng sáng 9 tháng 5, các vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev của Ukraine. Từ 4 giờ 04 phút sáng theo giờ Moscow, cảnh báo không kích đã được ban bố tại Kiev và 14 khu vực kéo dài, từ thành phố Vinnytsia ở phía Tây tới tất cả các khu vực phía Đông và phía Nam, đến vùng Kherson và Odessa trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin Moscow đã phóng nhiều UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev và các khu vực khác gần như hàng đêm trong tuần qua. Nga đang tăng cường tập kích giữa lúc có nhiều thông tin rằng Kiev sắp mở đợt phản công lớn. Thủ tướng Ukraine Denis Mayhen nói rằng Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch phản công mới chống lại các lực lượng Nga. Ông nhấn mạnh cuộc phản công là rất quan trọng và phải đạt được thành công. Thủ tướng Denis Mayhen không đưa ra thời điểm cuộc phản công của quân Ukraine, song nhấn mạnh điều đó sẽ chỉ được tiến hành vào thời điểm thích hợp. Theo Thủ tướng Ukraine, ngày quan trọng nhất đối với Kiev sẽ là khi nước này giành thắng lợi trước kẻ thù. Trước đó, trong đêm 7 tháng 5, Ukraine thông báo bắn rơi toàn bộ 35 UAV tự sát mà Nga triển khai nhằm vào một loạt thành phố. Quân đội Ukraine nói rằng các vụ tập kích của Nga đã gây thương vong cho dân thường cũng như làm hư hại nhiều tòa nhà cao tầng và hạ tầng dân sự. Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov ngày 28 tháng 4 cho biết Ukraine sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt phản công khi điều kiện thuận lợi. Hôm 7 tháng 5, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết cuộc phản công của Ukraine nhằm giành lợi thế trong cuộc đối thoại với Nga. Theo tờ Wall Street Journal, cuộc phản công của Kiev có thể dọn đường cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm nay, với vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov mới đây bác lời kêu gọi đối thoại nhằm giải quyết xung đột với Nga, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow luôn ủng hộ việc tổ chức đàm phán, nhưng đối thoại về tình hình xung quanh Ukraine chỉ có thể thực hiện được nếu tính đến các lợi ích và quan ngại chính đáng của Nga. Sau khi những tuyên bố của Thủ tướng Ukraine, hôm 9 tháng 5, Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ USD dành cho Ukraine. Theo kênh CNN, một quan chức Mỹ cho biết gói viện trợ Ukraine này sẽ gồm máy bay không người lái, đạn pháo, tên lửa phòng không, các thiết bị khác và nguồn tài chính phục vụ công tác huấn luyện. Gói viện trợ sẽ thuộc sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, có nghĩa là thiết bị và vũ khí sẽ được mua theo hợp đồng với các nhà sản xuất thay vì lấy trực tiếp từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Thay vì cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này đang cần,
các gói vũ khí thuộc khuôn khổ USAID nhằm tạo ra nguồn cung cấp trung hạn và dài hạn cho Ukraine. Theo đó, Ukraine sẽ nhận được liệu pháo 155mm, tên lửa chống máy bay không người lái và nguồn tài chính dành cho hoạt động thu thập hình ảnh vệ tinh cũng như các hình thức huấn luyện khác nhau. Khoản viện trợ quân sự trên được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đang tranh luận về các giải pháp tránh nguy cơ vỡ nợ quốc gia, khi nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu trong nước để đổi lấy quyết định nâng trần nợ công. Tuần trước, Lầu Năm Góc đã công bố gói viện trợ thứ 37 cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Gói trị giá 300 triệu USD gồm đạn dược bổ sung cho hệ thống HIMARS, đạn pháo và xe tăng, vũ khí chống tăng. Theo đài Sputnik, gói viện trợ thứ 37 đã nâng tổng số giá trị viện trợ vũ khí của Mỹ cho Ukraine lên hơn 35,7 tỷ USD, tương đương khoảng 65% trong số 55 tỷ USD vũ khí do NATO gửi cho đến hiện nay. Chỉ riêng trong năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phân bổ hơn 112 tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo. Trước đó, Mỹ đã viện trợ quân sự trên 2,5 tỷ USD cho Ukraine từ năm 2014 đến năm 2021, cho Ukraine khoản vay 1 tỷ USD vào năm 2014, hỗ trợ kinh tế hơn 1,1 tỷ USD từ năm 2017 đến năm 2018. Đến nay, tính theo USD đã điều chỉnh theo lạm phát, số tiền Mỹ chi cho Ukraine đã cao hơn so với trong chiến tranh vùng vịnh 34 năm 1991, nội chiến Mỹ, chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, chiến tranh cách mạng Mỹ, chiến tranh Mỹ-Mexico và chiến tranh năm 1812. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!